OK, chào mừng tất cả đồng bào. Hôm nay là ngày thứ tư, chiều thứ tư. Tôi muốn nói chuyện với đồng bào về mấy chuyện mà khấu trừ số tiền của xe. Nếu mình có xe, mình làm ăn cái bộ biến như thế nào để mình trừ cái tiền đó khi mà mình nộp thuế. Cái chương trình này là bà Diên Sa là Community CPA làm. Lần trước đã làm bằng tiếng Mỹ rồi, tôi chỉ nói lại cho đồng bào biết bằng tiếng Việt, để có ai hiểu gì không hay là có question gì không thì gọi tôi lại. OK, bà Diên Sa là người người rất nổi tiếng ở tiểu bang Iowa. Bà là National Tax Advocacy Panel, là những người là CPA rất giỏi mới được làm. Bà làm ở tiểu bang Iowa hai mươi mấy năm rồi, và giúp người người thiểu số và những người tị nạn, cũng nhiều dân dân mình phần đông là tới tới văn phòng bà này làm. Tên tôi là luật sư Don, tôi làm ở Iowa cũng gần 20 năm rồi, giúp người dân ở đó. Tôi làm với Dinh, hai người cũng thân, thành ra khi mà có chuyện gì bằng tiếng Việt Nam thì tôi cũng giúp, nhưng mà văn phòng Community Bay cũng có người nói tiếng Việt Nam, có hai người nói tiếng Việt Nam. Nhưng mà hôm nay tôi mặc quần áo đẹp một tí để tôi nói chuyện với đồng bào tí về cái vụ này. OK, nếu mà muốn thuê văn phòng của chúng tôi là www.communitycpa.com, YouTube channel, Facebook, Twitter, tất cả mọi thứ như là thuế, estate planning, business consultation, nếu có gì về luật thì người ta sẽ gọi tôi tất cả mọi thứ. Như tôi đã nói trước, cái văn phòng này là làm với dân thiểu số, dân Việt Nam, dân Trung Quốc, dân Đại Hàn từ cả hai mươi mấy năm rồi. Và tôi rất rất là biết chuyện, biết thuế, biết làm tất cả mọi thứ. Thì nếu mà cần cái gì xin gọi dùm. Số là số lát nữa tôi sẽ số, nhưng mà 515-288-3888. Gọi là muốn nói tiếng gì cũng có, tôi nói được 9 languages, 9 thứ tiếng, từ tiếng Mỹ đương nhiên rồi tới Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tất cả mọi thứ. Thành ra nếu mà đồng bào mà cần gì xin gọi. OK. Mỹ nó kêu là with a grain of salt, có nghĩa là khi mà nói chuyện này thì ăn một tí muối. Cái là để hiểu là tôi nói này để chuyện để cho mọi người hiểu, để giúp đồng bào như thế nào, để cái knowledge cho mọi người đều biết được khi nào cần. Tôi không phải là làm luật, tôi không phải là luật sư của đồng bào mà không có quyền. Tôi nói trước là không có quyền đi nói là hôm nay nói về Community CPA nói tôi như thế kia, cái đó là tôi không nói trước. Cái này là tôi không phải là luật sư, hay là Community CPA không phải là luật sư của đồng bào. OK, deduction là khấu trừ. Khi mà mình nộp thuế, tính thuế là mình có thuế, quyền trừ ra những cái số tiền mình xài trong cái business của mình. Thành ra một những cái quan trọng nhất đó là ordinary expenses, là những cái mà thường thường cái việc của mình cần phải làm và nó được accept được, có nghĩa là ai cũng làm như vậy chứ không có phải có mình làm như vậy thôi. Ví dụ như là nếu mà anh chị mở tiệm ăn chẳng hạn, thì thuê một cái building, xong phải mua, phải thuê người làm, hay là phải thuê mua đồ ăn để nấu rồi cái kia, tất cả mấy thứ đó là ordinary expenses, là cái gì mình phải làm. Cái gì mà accepted, nghĩa là như là nếu mà sửa xe chẳng hạn thì có đồ nghề sửa xe, cái đó là accepted. Sửa xe mà không được mua như là you know, quần áo chẳng hạn, thì chỉ cái quần áo là
là để sửa xe rồi thôi, không được quần áo thiệt là đẹp như là quần áo vest là như vậy là không phải là đồ sửa xe, cái phải accepted. Còn cái nào mà necessary expense là nó hơn ordinary một tí, the expense là có cái đó mới phải là mới làm ăn được. Ok, như là cái xe của mình chẳng hạn, nên mình nói chuyện cái xe, mình không có xe mình không làm ăn được. Nếu mà anh chỉ làm taxi chẳng hạn, nếu mà không có xe thì không làm được. Như làm restaurant không có xe cũng có thể làm được. Ok, nghĩa là cái expense is necessary but it doesn't have to be indispensable. Indispensable có nghĩa là không phải là tất yếu, không phải là cái chi phí đó không phải là tất yếu mới mới được gọi là cần thiết. Cần thiết là necessary but không phải là tất yếu. Còn còn khi mà người ta nói là car không phải là chỉ xe hơi thôi. Car, xe hơi mà có thể là xe van như là để chở hàng, xe bán tải hay là cái loại xe tải mới mới, mấy cái đó đều 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 kêu là vehicle hết. Ok, so khi mà nó nói là car, có thể là vehicle cũng có thể như là motorcycle nếu mà dùng cái đó để delivery. Khi mà mình nộp đơn này để xin cái được khuất trừ cái chi phí này á, thì cái phần mà mình xài để làm thương mại thôi mới được trừ. Ok, nghĩa là bây giờ có một cái xe Camry chẳng hạn mà mình đi làm xong tới tới việc đó mình lái cái xe đó mình đưa đồ ăn cho tất cả mọi người, khi mà tới đó khi đi đưa đồ ăn á, mới được trừ. Còn còn trước đó mà khi đi từ nhà tới sở là không được trừ. Thành ra cái chỉ cái phần thương mại của cái xe đó mới được trừ để mình phải trả thuế. Ok, chị anh chị coi cái chart này, cái trước hết đó là nếu mà cái xe đó để làm ăn không hay yes thì the entire cost of ownership là được trừ ra. Như cái xe đó chẳng hạn là xe tài chỉ có làm ăn thôi, không có đi chơi được, không có đi nhà thờ được, không có đi 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 to the beach. Ok, thì cái đó là 100% được được entire cost. Nếu mà không, cái xe đó không 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 phải để làm ăn thôi thì mình có hai cách làm. Một cái là actual expenses, một cái là standard millage. Actual expenses là cái gì mình tốn tiền mình trả ra là tất cả mọi thứ đều được. Standard mileage là khi mà nó tính ra mỗi 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 thẻ mỗi mỗi mile mình xài nó sẽ cho mình trừ bao nhiêu tiền. Standard mileage, ok. Từ năm 1920 khi mà nhà nước cho lên cái cost of operating từ là 57 cent 50 57.5 cent per mile, nghĩa là mỗi dặm á là mình được trừ 57.5 cent. Một năm 100.000 dặm chẳng hạn thì mình lấy đó mình nhảy mình chấm lên 57 thì cỡ được 5.000 mấy. Ok, very simple to understand, có nghĩa là bây giờ mình coi cái hồ sơ hộp xe của mình thế nào thì lấy cái số đó mình nhân ra 5.557.5 sen. Nếu mà nếu mình giữ cái sử dụng cái định số á, thì các bạn không có được trừ cái actual expense là cái nào mình tốn tiền trong đó. Thành ra mình phải coi cái nào, nếu 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 cái này muốn xài mình cần cái xài cái nào cho nó lợi hơn của mình,
Nhưng mà mỗi cái standard rate hay là cái actual expense nó có cái tốt hơn, cái dở hơn. Nếu mà anh chị muốn xài standard mileage test phải chấp nhận là từ đầu là khi mà cái xe đó mới mua hay là mới lấy được để xài cho car business. You cannot thì phải chọn cái đó. Okay, first year available the business. Okay. Còn make standard mileage and actual expenses mấy năm sau actual expenses năm sau cũng xài được. Nếu mà cái xe lease thuê đứng, nhưng mà không phải là thuê, nhưng mà cái lease là thuê một thời gian, một thời gian trong cái mỗi tháng trả bao nhiêu thì cũng tính như vậy. Lease cũng phải xài standard mileage cả lúc, trước lúc nào mình lease trong cái đó. Ok, khi mà mình chọn cái làm như cách nào rồi, cái phải chọn theo này, nộp đơn không có thể hủy hoãn lựa chọn được. Khi mà chọn rồi là phải chọn luôn cái đó. Cái đó là must choose by filing date and can't revoke the choice. Khi mà mình đã chọn cái đó rồi, mình không có để đổi được nữa. Ok. Ok. Nếu mà mình chọn cái standard mileage là cái hại như thế nào? Một cái tốt nhất là mình dễ tính. Ok. Nhưng mà mình không có thể xài được nếu mà có trên 5 cái xe. 5 cái xe là không xài được. Chẳng hạn như là có nhiều người có business mà có nhiều như là fleet chẳng hạn. Có nhiều xe thì không có được. Ok. For example, nếu mà có người có 3 cái xe và 2 cái xe van. Nếu mà họ chỉ dùng one at a time, nghĩa là không có giờ mà nhân viên của họ đi hai cái xe một lúc ấy, chỉ có một người làm, một người đi một lúc. Ok, thì có thể làm như vậy không? Yes. Ok, nếu mà example thứ hai á, trả lời nếu mà người có một cái xe và 4 cái xe van và cái employee nhiều người lái xe một lúc, đúng không? Khi là có 5 cái xe tổng cộng, có nhiều người có 2 xe một lúc thì cái nó mileage không thể nào mà chỉ mà chọn được hết á. Bởi theo cái này á, là xe mileage phải đi một lúc thôi, không có thể nào đi 2 cái xe 2 lúc được. Thì nếu mà như vậy á, thì phải xài actual expenses. Ok. Nếu mà anh chị là self-employed mà xài cái xe của mình để làm việc, ok, để kinh doanh, bạn có thể là khấu trừ lãi vay trong cái mua cái xe, như là cái interest của khi là mua car loan, ok, nếu mà cái xe đó dùng để business use. Nhiều người làm cái schedule C itemize. Ok, khi mà làm cái schedule itemize thì có quyền xài cái tiền đóng thuế cho tiểu bang như là licensing cost. Ok, trong schedule A. Ok. Với lại self-employed, khi nào mà mình làm tự nhân, mình có quyền lấy tiền thuế tài sản của cá nhân, của tiểu bang và những địa phương như là thành phố đối với các phương để đóng lại trong Schedule C. Và những cái chỗ đậu xe hay là toll, ở Iowa không có toll nhiều, nhưng mà nhiều tiểu bang khác
đi tiền thâu còn mắc hơn là tiền 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 xăng, tiền tiền đậu xe nữa. Nếu mà anh chị đi New York thì là như là West Coast bây giờ cũng vậy, dưới mình Texas bây giờ thâu thật là nhiều. Cái tiền thâu là mình có quyền trừ trừ ra thuế. Còn cái chỗ đậu xe thì đậu đâu trả đó thì cũng được, nhưng mà cái chỗ mà đậu ở sở mình đó, hay là nhà mình không có quyền khai. Nhưng mà bây giờ mình đi contract đi 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 chỗ thành phố khác chẳng hạn, hay là tới downtown mà không có chỗ đậu phải trả tiền đậu, cái đó cũng được. Record keeping, khi mà mình khai cái này á không phải nộp giấy tờ ngay tại chỗ đó, nhưng mà mình phải giữ cái bất cứ khoảng đậu xe ở đâu mình phải lưu giữ cái hồ sơ đó. Khi nào mà nếu mà nó audit thì mình có cách chứng minh là hồ sơ đầy đủ, không có lễ để cho tuyên bố của bạn. Nếu mà chuyện như vậy thì khi mà nó đi đất là mình đưa cho nó coi là không sao hết, nhưng mà khi mình nộp mình không phải đưa. Ok, tiền phạt, nếu mà bị phạt vì đi xe hơi nhanh hay là đậu xe quá giờ hay là anything like that, tiền phạt is not deductible. It seems like tiền phạt nếu mà mình cũng đi sai mình cũng phải trả tiền, nhưng mà cái luật của nó là tiền phạt không được trả. So this is the schedule C. Nếu mà anh chị nộp đơn cái kêu là profit or loss, là cái tiền mất hay là tiền tiền được, trong cái đó là tất cả mọi thứ phải phải nộp cái schedule C. Nhất là những người in business for yourself. Ok, cái schedule C này nó dính lại cái 1040 form, để khi nào nộp thuế mình sẽ tính như là cái tiền mình làm được bao nhiêu trong cái công ty đó, xong công ty trả expenses như thế nào còn bao nhiêu tiền. Trong một cái quan trọng nhất trong đây là những cái xe. Ok, actual expenses include, actual expenses là cái gì mà Mỹ nó kêu là out pocket, cái nào mình mất tiền rõ ràng. Ok, actual expenses không có tính là bao nhiêu mai hết, không có tính là bao nhiêu, cái này mình tính là cái số tiền nào mình xài trong cái xe này. Ok, depreciation Việt Nam kêu là khấu hao, giấy phép, gas, dầu, phí cầu đường, thanh toán tiền thuê như là lease payment, tiền bảo hiểm nhất là cao, tiền đậu xe, tiền đăng ký như là registration của nhà nước, từ tiểu bang hay là từ quận hay là từ nhà sửa chữa xe mình. Lốp xe cái gì tốn, tổng cộng là cái gì cũng tính hết. Nhưng mà cái này nó khó hơn là bởi vì bao nhiêu tiền là mình phải tính ra mình cộng lại. Ok, cái mileage là mình chỉ lấy cái mileage là mình được trả tiền, mình phải chọn cái nào. Khi mà làm cái giấy như vậy mình coi hai cái nào lợi hơn thì mình làm cái đó, mình chọn cái đó. Ok. Ok, example, có một người là answer is given to me before I even get to the question. Ok, then I like ignore the answer. Ok, nếu mà mình lái xe 200.000 dặm một năm, mà 12.000 dặm cái đó là mình đi làm, còn 8.000 mai là đi chơi. Ok, bao nhiêu phần trăm được mình claim the business expense? Dễ, 20, 12 trên 20 là 60%. Ok, so 60%. Ok, actual expenses hay là mileage cũng vậy, mình
mình khi mà actual expenses thì mình tính ra bao nhiêu mình phải lấy được 60% thôi. Ok. Next one. Ok, nếu một câu question gì về community CPA, có thể gọi Catherine. Catherine là người web seminar director. Gọi 515-288-3188, Monday to Saturday, Saturday to, ngày thứ bảy người ta cũng đi làm. Gọi là người ta trả liền liền, liền liền, từ 8 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi. Có gì? Nếu mà có question gì xin 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 gọi. Cảm ơn nhiều.